Xin chào các bạn, mình tên là Jumbo và trước đây thì chúng ta cũng đã làm khá là nhiều những cái bộ PC rồi đúng không? Nhưng mà dạo thời gian gần đây thì mình chuyển hướng sang làm những cái chủ đề ấy. Và hôm nay thì nhân dịp là vừa qua năm mới thì mình sẽ làm một cái bộ PC đáng mua nhất đầu năm 2024. Ok, vào video nha, let's go. Rồi, đây trước mặt các bạn đã thấy rồi, đây là bộ PC mà mình đề xuất cho mấy bạn là nó đáng mua nhất đầu năm 2024. Vậy thì nó sẽ có những gì? Đầu tiên, em nó sẽ sử dụng một con chip nhà Intel là con i5-12400. Đây là một cái con chip mà mình đánh giá là nó rất là đáng mua ở thời điểm hiện tại. Lý do là tại vì, đầu tiên nhá, xét về cái mặt giá thành ý, vì là những cái con chip đời thứ 14 đó, bây giờ nó đã xuất hiện rồi, cho nên là từ 13 đổ xuống thì giá nó đã giảm rất là nhiều. Và xét trên cái việc mà giá thành chi hiệu năng ấy, thì mình thấy con i5-12400 này là ok. Lý do tiếp theo đó chính là nó sẽ sử dụng một cái socket là LGA1700. Ở trước đó là con i5-11400 là nó vẫn sử dụng 1200 đúng không? Con này đã lên 1700. Và bây giờ những con chip đời thứ 14 nó vẫn sử dụng LGA1700. Vậy nên khi mà các bạn sử dụng con này thì chắc chắn là các bạn phải sử dụng một cái con main 1700 rồi. Thì khi mà mọi người không muốn dùng cái con 12400 này nữa, mọi người muốn nâng cấp lên những cái con thế hệ mới hơn như là 13-14 thì mọi người vẫn có thể nâng cấp được. Mặc dù rẻ nhưng mà mọi người vẫn có thể sử dụng ở hiện tại vẫn mạnh, vẫn ok, và nếu muốn nâng cấp thì vẫn nâng cấp được. Nó sẽ là một cái phiên bản nên khay cho nên là nó sẽ phù hợp, mà nếu mà anh em mua về đúng không, mà anh em không muốn dùng cạc cờ thì vẫn không sao cả, vẫn sử dụng bình thường. Và thêm một cái nữa mà mình thấy rất là tốt đó là em này sẽ có 6x12 luôn, và khi ép xuống lên thì nó sẽ chạy được 4.4 GHz. TDP của em nó rơi vào khoảng tầm 170 mấy thôi, cho nên là nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của anh em rồi. Nó rất là mạnh nha, 6x12 luôn. Mà ở đây thì mình sẽ sử dụng con main từ nhà Gigabyte là con B760 BGMI-RX DDR4. Em này một cái mà mình rất là thích đó chính là nó sử dụng một cái socket đó là LGA1700 đúng không? Thì cho nên là nếu mà sau này các bạn không muốn sử dụng cái con i5-12400 nữa thì các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp lên một cái con chip sang xịn hơn như cái con đời thứ 14 ấy, thì nó vẫn sử dụng là cái socket là 1700. Vậy nên các bạn hoàn toàn có thể nâng lên 14 được nếu các bạn có sau này, nếu mà có nhu cầu kinh tế các thứ. Em này nó sẽ có 4 RAM cho mọi người có thể tùy chỉnh nâng cấp RAM nè. Mọi người sẽ không phải sử dụng cái trắng mẹ như con main này nữa. Vì đây là một cái con dòng B mà B760 nữa, nó sẽ tăng cái độ thẩm mỹ của bộ PC của anh em lên. Thêm một cái điều đặc biệt của main này nữa là nó là main MATX, cho nên là nếu mà các bạn bỏ những cái case nào mà nó sẽ gọn gàng hơn á, thì nhìn bộ PC chúng ta nó sẽ kiểu đầy đặn ấy, đầy đặn xong rồi là lát các lũng các thứ nữa sập sình hơn thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều ha. Còn đây thì mình để một cái case khá là to, sẵn nó tới case thì mình đang sử dụng cái case đến từ nhà Simatech này. Nguồn đến từ nhà Cooler Master là con Eline Nespian 800. Ok. Cooler Master thì ngoài nguồn ra thì mình đang sử dụng thêm một cái nữa, đó chính là cái tản nhiệt nước. Tản nhiệt nước ở đây thì là tản nhiệt nước 240T thôi, thì khỏi phải nói rồi, gọi là cái kiểu thiết kế cánh quạt của nó rất là đẹp nè, màu sắc nè, và tản nhiệt cực kỳ tốt nè. Và tản nhiệt nước thì khỏi phải nói nữa, nó sẽ tản nhiệt tốt hơn so với tản khí rồi. Gọi là đáng mua nhất năm 2024, cho nên mình phải làm sao cho nó đáng mua mà, đúng không? Di chuyển xuống một chút xíu, chúng ta sẽ có một cái con càm màn hình. Càm màn hình thì đố các bạn đó là con gì á? Nhìn bề ngoài thì mọi người sẽ nghĩ đây là còn một con 3060 hay là 2060 Eagle vậy đúng không? Nhưng mà không, đây là một em cạc GeForce RTX 4060 Eagle 8GB có OC. OC là overclocking, là có Epson ha. Đây là một con cạc mà mình nghĩ rằng nó thực sự đáng mua ở năm 2024. Tại vì sao? Đầu tiên, đây là một trong những cái con cạc nằm ở trong cái những cái bộ sưu tập 40 series của NVIDIA vừa mới ra mắt. Mình nghĩ là không phải là vừa mới ra mắt đâu, ra mắt từ đầu năm nay rồi. Và nó là thấp nhất cho nên nó sẽ có một số tiền nó sẽ thấp hơn rất là nhiều so với lại những con càng như là 4070, 4080, 4090. Mặc dù có giá tiền thấp hơn nhưng mà nó lại có sở hữu hết tất cả những công nghệ mà những cái con gạt 40 series kia đều có. Đầu tiên đó chính là Ray Tracing nè, Ray Tracing 3 nè, DLSS 3 nè, Reflect nè. Một điều mình rất thích ở con này nữa, mặc dù tầm giá của nó đã đủ để anh em với tới rồi, nhưng mà anh em sẽ có thêm một cái nữa là nó sẽ có 8GB nè, GDDR6 nè, và 128 bit. Vậy nên nó sẽ giúp cho anh em chơi tất cả mọi tựa game ở thời điểm hiện tại mà không lo những cái vấn đề gì khác nữa. Đấy, một con gạt mà 40 series mà anh em không phải bỏ ra một số tiền quá lớn, mà hiệu năng nó vẫn y như vậy và sở hữu tất cả công nghệ của 40 series thì còn ngại gì mà không tậu ngay em này về, đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào cái bài test, những cái bài test mà mình sẽ đưa ra, chẳng hạn như CDBender23 này, gọi là làm những công việc liên quan đồ họa, chẳng hạn như là Photoshop này, Adobe Premiere này. Xong rồi là mình sẽ chơi một vài tựa game, chẳng hạn như Cyberpunk 2077 này, bật DLSS cho anh em xem, với lại là nếu mà có lên FSR, FSR thì mình sẽ bật lên luôn.
Rồi sẽ chơi những tựa game tiếp theo như là Horizon Zero Dawn đấy. Thì một vài những tựa game mà mình sẽ test. Ok, bây giờ vào bài test nha, let's go. Rồi, tựa game đầu tiên mà mình chơi sẽ là Cyberpunk 2077. Như mọi người đã thấy đây thì để mình show setting cho mọi người xem nhé. Ok, setting mình đang để ở nó là Ray Tracing Ultra đúng không? Hơi cao nhưng mà mức FPS của mình đang chơi ngồi nó đạt được là khoảng tầm 67. À, nói chung 67-70 gì đấy. Ok, bây giờ mình sẽ vào mình chỉnh setting lại xuống một chút xíu. Mình sẽ để xuống tầm 2 thôi, mình để hơi cao. Rồi giờ mình sẽ đi ra xem cái đấy, thấy chưa, 100, tầm 100 nhá. Rồi mọi người thấy không, FPS như này đúng không? Rồi giờ mình ra, mình sẽ thử bật cái đây này, nó luôn có FSR 2.1. Giờ mình sẽ tăng nó lên khoảng tầm performance. Và mình sẽ bật luôn cái DLSS lên nhé. Đây, cho nó lên performance luôn. Rồi apply nó, mình ra xem thử nó cải thiện FPS không nha. Đầu quá, nãy tầm 100 đúng không? Giờ nó lên tầm 120-121 rồi đấy. Đó là vì quá tốt nè, nếu mà các bạn có một cái DLSS DLSS 3 rồi FSR nữa sẽ cải thiện rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm nha. Cái việc mà bật FSR với lại DLSS ấy, thì như video mình trước mình đã làm, nếu mà các bạn chưa xem video đó thì mình có thể để link ở phía bên trên để mà mọi người xem nhé. Thì mình sẽ nói lại một chút xíu, thì DLSS với lại là FSR thì nó sẽ upscale với lại khung hình của bạn lên. Thì việc mà các bạn bật cái này lên thì nó sẽ ảnh hưởng tới lại là cái chất lượng hình ảnh của bạn. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn bỏ xuống tầm như mình bỏ lúc nãy là cái performance ấy, thì nó sẽ không có quá mức là nó sẽ bị noise hình ảnh đâu. Nó sẽ chỉ hơi bị một chút xíu thôi mọi người, nhưng mà nếu các bạn bỏ mức cao nhất thì nó noise sắp mặt luôn, mọi người sẽ nhìn hình ảnh nó rất là bị nhòa và mờ. Còn nếu mà bạn đã sở hữu một con card xịn như thế này, bộ PC xịn như thế này rồi, thì thực ra mọi người sẽ không cần phải bật FSR 2.1 hay là các bạn bật DLSS 3 lên làm gì cả nha. Mọi người có thể chơi ở cái mức FPS mà để ở 2 thì khoảng tầm 60-70 ấy, thì mọi người đã đủ chơi thời gian như vậy rồi ha. Rồi tựa game thứ hai mình chơi sẽ là Horizon Zero Dawn. Thì tựa game này thì theo như mình tìm hiểu thông tin thì game này nó sẽ hỗ trợ luôn cho anh em là cả DLSS và FSR luôn. Thì lát vào mình sẽ bật lên xem được như thế nào nhé. Giờ mình sẽ show đó tin cho mọi người xem nhé. Ok, đây, mọi người đã thấy không? Mình nãy mình đang chơi game là mình đang chơi ở cái mức FPS là khoảng tầm 100 ha. Rồi, giờ mình show setting cho mọi người nhé. Thì nãy mình có setting sơ sơ để mình chơi qua cái tutorial rồi. Đây, bấm vào graphics mình đang để là Ultimate Quality rồi nha. Đây, bật hết chơi rồi nè. Đấy, và FPS bỏ 100 là các bạn thấy như thế nào đấy. Mình đã tắt VSync rồi các thứ hết trơn rồi. Mình chơi được con giả là Full HD nha. Rồi, ở đây mình sẽ có một cái dòng là Upscale Method. Thì ở đây là mình đang để off. Thì lúc để off là FPS nó tầm 100 đúng không? Thì giờ mình sẽ bắt đầu bật hai cái lên. Đó là DLSS. Thực ra ở đây mình thấy là nó chỉ bật được một trong hai thôi mọi người. Là một là mình sử dụng DLSS, hai là mình sử dụng là FSR. Thì giờ mình đã sử dụng là NVDA thì mình sẽ tận dụng luôn cái DLSS luôn. Và mình sẽ để nó ở cái mức Ultra Performance. Mình để Performance thôi, vì mình nếu mình để Ultra Performance á thì nó rất là bị noise, vì thực ra nó sẽ upscale này. Mọi người thấy không, nó đã ghi chữ upscale rồi. Bây giờ mình apply phát, xong rồi mình ra rồi resume nhá. Rồi mọi người nhìn thấy không, FPS tăng quá trời quá đất luôn mọi người. FPS tăng từ 100 lên 150. Thì mọi người đang thấy là cái CPU của nó đang hoạt động tầm 70%, còn con GPU thì hoạt động nói chung là gần full công suất, khoảng tầm 95-96% rồi ha. Mình nghĩ lát nữa mà mấy cái trận combat bự thì nó sẽ lên 100% luôn ấy. We'll be right back.
giờ mình sẽ vào bài test, đó là xin bay rời bay nha. À không, cái này là xin bay 2024 luôn rồi. Ok, giờ mình sẽ chạy cho nó multi-core và single-core nhá. Giờ mình sẽ chạy multi-core trước đi. Rồi sau khi mà mình test điểm Cinebank của cái con i5-12004 này á, thì cái điểm multi-core của nó được 12.352 điểm và cái điểm single-core của nó là 1.683. Đây là mấy cái mức điểm mà mình cảm thấy rằng nó đã rất là ổn cho cái bộ PC của chúng ta rồi, và vừa ổn cho việc mà anh em làm những công việc liên quan đến đồ họa, và vừa ổn cho việc anh em chơi những tựa game kiểu nó nặng nặng một xíu á, không có vấn đề gì cả. Đấy thôi. Biết này. Rồi, đấy là một bộ PC mà mình đã build ra cho anh em, là mình cảm thấy nó đáng mua nhất ở đầu năm 2024 ha. Đây là một cái thời điểm mà những cái linh kiện PC giá của nó đã gọi là sao ta, nó không có bị quá cao ha, vẫn đủ để mà anh em với tới, và những cái giá, cái linh kiện ở đây thì giá thành của nó đang giảm rất là nhiều rồi, cho nên là anh em cứ mua đi. Nhớ là hãy tới tại Mega để mà tậu ngay bộ PC mình thích ra. Và nếu mà anh em thích bộ PC này thì cứ cầm cái hình ảnh cái video này tới đây, thì hãy nhờ mấy anh chị kinh doanh build cho mình bộ PC y như vậy ha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp các bạn ở những bộ PC tiếp theo nhé. Bye bye, see you, peace.